xong tự nhiên con cầm nó cắt cái nó được bên cạnh. Yêu quá. Mai Anh ơi, năm nay con mấy tuổi rồi nhỉ? Năm nay con lên 6 tuổi. Rồi, mấy xíu thế này thì bây giờ con có run không khi mà chuẩn bị mình nghe và giám khảo nhận xét? Con không ạ. Rồi, con rất tự tin đúng không? Rồi, chúng mình cùng đợi và giám khảo nhận xét nhé. Vâng ạ. Xin mời các anh chị. Chú bác đây. À thôi thì được thôi, tôi đang muốn, tôi chỉ sợ tôi mang tiếng nói nhiều. Con vừa hát cái gì ấy nhỉ? Con hát bài của con là Sở Không Đồng ạ. À, con học lớp 1 chưa? Năm nay con lên lớp 1 ạ. À, thế con có biết làm tính chưa? Con chưa. À, đấy, nhưng mà tính trong bài hát cũng có giai điệu 27-14 làm gì mà chả tính không? Biết như đúng rồi. Đúng 27-14 không? Có ạ. Cái 8 cộng 7 bao nhiêu? 8 cộng 7 bằng bao nhiêu? 3, 2, 1 bằng bao nhiêu? Nói thật, có biết không? Các cô có ký hiệu thế này, các quay ra mình. Ờ, được rồi, tiếp theo này. Ai dạy con cái này? Bài này. Con nghe con tự học ạ. Nghe con tự học, ôi. Thế ở nhà con có ai hát giống con không? Không luôn. Khi con hát thì bố mẹ nói gì nào? Mẹ. Nói to lên nào. Bố mẹ bảo hay ạ. Bố mẹ bảo hay. Ông bà bảo sao? Ông bà cũng bảo hay ạ. Hàng xóm bảo thế nào? Cũng bảo hay ạ. Bạn bè thế nào? Cũng bảo hay ạ. Cũng bảo hay luôn. Thế thì các cô, các chú thì còn bảo gì khác nữa rồi. Các cô, các chú bảo rất hay. Thế chứ gì? Cô này là 6 ạ. Con ơi. Con là Mai Anh đúng không? Vâng con ạ. Ở Hà Nội đúng không? Vâng ạ. Con là người Hà Nội đúng không? Vâng ạ. Thế thì con rất biết.